nha. Cái thông số thiên môn này nó phải có cái thông số của nó mới tốt được. Là sinh quan 1 mét tròn luôn. Đặc biệt khi mà cái thiên môn mình để này nhá, là cái thông số sinh quan là con cháu đấy, tức là nếu mà làm công chức nhà nước thì chức lên cao, còn kể cả kinh doanh cũng thuận lợi, sinh quan quan quý quan tước mà, đó là rất là tốt. Cho nên cái thông số nó rất là quan trọng. Tại sao các chị đi mua dép các chị cũng phải tìm mua đúng cái thông số, nó phải vừa với cái chân của mình, đúng không? Cái phong thủy nó ứng dụng rất rộng cho cái cuộc sống chúng ta, kể cả một những người mà không có một tí kiến thức nào họ vẫn áp dụng bình thường, nhưng chẳng qua họ không biết thôi Đến phúc đức của họ. đấy, chẳng qua họ không biết thôi. Hôm nay thầy trò lại tiếp tục quay trở về huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình nhé, để xem phần mộ cho hai cụ đây. Em đứng ở đây đi. Cái đầu tiên ấy thì về phần âm trạch ấy, để chúng ta muốn đâu tốn anh em ở đây. Chúng ta muốn kiểm tra một cái ngôi mộ được đại cát hay đại hung, tiểu cát hay tiểu hung, thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái bước gì. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái phần long mạch ở đây nhá. Như các video thì thầy đã nói đấy, là một ngôi mộ mà tốt thì nó phải có long mạch. Khi mà mộ có long mạch thì đồng nghĩa với việc là đã có 50% gọi là đại cát rồi nhá. Thế còn lại thì tiếp theo đấy, để ngôi mộ tốt hơn nữa thì nó liên quan đến cái phương vị. Một ngôi mộ nó sẽ có hai cái hướng quan trọng, đó là hướng sinh thái và hướng thiên bàn. Hướng sinh thái là hướng của long mạch, còn hướng thiên bàn là hướng của cây mộ đây. Đây mọi người nhớ, hướng thiên bàn tính từ mặt đất trở lên. Hướng thiên bàn đã gọi là cái gì, hướng mộ này, bia mộ này, rồi thì hướng nhà này, cổng chính cửa chính đấy, phương vị thì nó gọi là hướng thiên bàn, còn hướng sinh thái nó liên quan đến mộ. Thế bây giờ để mà chúng ta kiểm tra đấy, đấy là cái ngôi mộ này đấy, thì để có long mạch không, để định được hướng thiên bàn thì chúng ta sẽ kiểm tra cái phần mạch khí ở nơi này. Nếu mà có mạch khí thì đồng nghĩa chỗ này là có long mạch nhé. Đây mọi người xem nhé, cái chỗ này khí mạch rất y là vượng luôn nhá, mạch khí mạnh, rất mạnh luôn. Đúng. Khi chúng ta kiểm tra có long mạch rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra cái này nó thuộc long gì đấy nhá. Đây cái này nó thuộc quý long, quý long nhập thủ phương vị đinh sửu, tức là long mạch ăn từ đằng trên này xuống. Quý long đinh sửu là nơi bản về, long nhập thủ vào phương vị đinh sửu. Quý long thì nó là dương long, thế mà cái lập hướng này chúng ta đang lập vào hướng đinh. Đinh hướng là âm hướng, dương long là âm hướng, nó là thuận âm dương. Cho nên ngôi mộ này ấy, là tính con cháu kiểu gì có những người làm quan xếp gì đây. Ở trong họ có những người là cái ngành này là phát về Lam, đấy, về ngành Lam, đa số lợi về cho đẳng Nam hơn nữ, nữ thì vất vả hơn, đấy, là sẽ có các con cháu làm quan xếp rồi đó. Đấy. Cái ngôi mộ này thì lập hướng đinh được hoan lạc, đấy, hoan lạc thì con cháu vui vẻ, có điều kiện kinh tế, nhưng mà nó vào cái cô hư. Gì Đấy. Cô hư, tức là cô hư ấy thì nó hay là chẳng hạn như là mình phải đầu tư nhiều này, rồi thì tức là mình đầu tư ra nhưng mà thu về có phần hạn chế hết. Mà nó phạm một cái cô hư nó hay mất mát. sao rồi? Đấy. Tức là mình cứ đầu tư ra nhưng mà đầu tư, ví dụ thường là mình sẽ, đã gọi là kinh doanh thì đầu tư một phải thu về ba bốn. Nên người ta có câu là lộc tồn thiên mã, đồng ra buôn bán, có người buôn một bán 50-60 dầu à, nhưng mà chúng ta đầu tư ra nhưng mà thu về nó lại chưa có được Kiểu đấy, em đây, bản thân em đây là cũng làm kinh doanh khoảng 5 năm nay mà toàn đầu tư đầu tư không có được, đúng chả không? toàn đầu tư Tức là đại. các em hình dung nhé, nếu cây mộ này nó vượng cho nam thì dĩ nhiên ảnh hưởng, lúc ảnh hưởng đến nam, nếu nó không vượng cho nữ thì nó cũng không ảnh hưởng đến nữ đấy, nó lại như thế thôi. Cho nên cái việc này là các em phải tu bổ cho các cụ lại, nghe chưa? Bây giờ tí thầy mới phân kim lại cho để chính khí. Đấy, cái này sẽ định lại cái bia.
Hai nữa thì xây cái này, thứ nhất là bây giờ thầy mới nói cho mọi người hiểu là thế nào gọi là mồ yên mà đẹp. Đấy, mồ yên là gì? Là phải đặt các cụ, mai táng các cụ đấy, nơi yên nghỉ các cụ phải là những nơi nó có mạch khí. Thì cái chỗ này là có mạch khí. Chỗ này thì chưa ai động đến mạch đâu. Chỗ này nòng mạch từ đây xuống dưới nó phải mét 6 mét 7 cơ. Đấy, chỗ này thì chưa ai động đến mạch cả, cho nên mạch nó mạnh. Rất là mạnh. Đấy. Thứ nhất là có mạch khí, cái hai nữa phải đủ độ sâu. Mới yên được mà. Cũng như chúng ta nằm ở giường, chúng ta phải cách xa cái đường đi ra. Mới ngủ được ngon. Nó cái giường mà chúng ta nằm sát đường cửa sổ, tại sao cái phong thủy dương trạch nó kỵ là cái giường ở cửa sổ. Cửa sổ nó ồn ào ảnh hưởng bên ngoài, cho nên chúng ta ngủ nó không được ngon, yên giấc. Thì cái mồ má này thì khi chúng ta không đủ độ sâu đấy. Độ sâu phải phụ thuộc vào long mạch nha. Thế còn cái hướng này nhà mình ấy, lập hướng này mà lập hướng đinh thì cũng được rồi. Nhưng cái này lẽ ra phải lập hướng ngọ. Đấy, thì mới được chính khí nha. Ta phải lập sang hướng ngọ, nhưng nhà mình đang lập hướng đinh. Rồi phần này sang hướng quay cái phần mộ này bây giờ không động đến nữa nha. Bây giờ các em chỉ có điều chỉnh ở trên này thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 này thì xây được thành bát giác rồi này. 9 cạnh như còn từ đâu mà 8 nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cạnh. Cái này không có trong hình nhỉ? Gọi là lục giác, còn tiên bát giác thì chưa có kiểu giác. Đấy, thì cái này đấy là bây giờ thôi, bây giờ mình xây cái hình thù cái này thôi, để cái này được, nhưng mà nâng cấp lên cho các cụ cao lên. Em có biết không, cái này nhá, thì nó phương vị đây, các em bây giờ em mới nhìn nhận là phương vị bên phải thì cái mộ này là cao hơn, nó thuộc là bạch hổ sát. Đấy, cho nên là ảnh hưởng đến nữ, cho nên là con gái cháu gái cứ nói đến người nữ rất vất vả, đúng không? Là liên quan đến hổ, hổ cao sát. Đấy, sát hổ. Thế còn thanh long thì cái cụ này thì lẽ ra cụ này cao này, thì cái mộ này tốt cho, ví dụ cái bên này mà nằm sang bên này này thì sẽ rất tốt cho cái ngôi mộ này. Thanh long mà thì phát trưởng, tầng thanh long nó cao nó sẽ vượng. Thì cái này em nâng cấp lên cho cụ đi. Đấy, bây giờ chỗ này đang trũng, cái này mà vừa mà không dọn cỏ đã không nhìn đây là cái mộ. Thì cái này bây giờ các em nâng cấp cho cụ cao lên nhé. Nâng cả cao lên khoảng tầm bằng tầm này này nhá. Những cái chỗ đây này mình có thể nắng nó xung quanh kia nó sạch sẽ để ấn định cái độ cao của cái mộ. Tức là em cứ tính cho thầy từ cái mặt này nắng lên đây khoảng 81 cm, từ cái mặt này em nắng lên khoảng 5 phân nữa, em tôn lên khoảng 81 cm nhá. Đấy, 81 cm tức là nó tương đương đoạn này thôi, chứ đừng có cao quá, nó chỉ đến khoảng tầm này thôi nhá. Khoảng 81 em cứ tính, em cái này em tôn lên khoảng 5-7 phân nữa, xong tính từ cái lớp tôn lên khoảng 81 cm, nó tương đương đến khoảng đoạn này này. Đấy, nó cao ráo sạch sẽ lên. Xong cái cỏ này nhá, dọn những cái cây này này, cây vông đúng lá vông luôn. Đấy, cái này đây là dọn sạch đi. Đấy, xong bắt đầu rẫy cỏ ra cái này nhá. Đây, bây giờ để kích cái mộ này lên nhanh đi, thì cái này em phải có tức là ít nhất hai cái ngôi mộ, thường là mỗi ngôi mộ nó có 1 cân thần sa, 1 cân tín hương, cái 3 cân gạo lếp. Nhưng ngôi mộ 2 này các em phải cho như cái ngôi mộ này đấy là tối thiểu đấy, là em phải cho được khoảng 3 cân thần sa, 3 cân tín hương, mới khoảng 6-7 cân gạo lếp. Ví dụ bây giờ nâng cái mặt này lên nhé, tầm này thì dọn cái cỏ xong rải luôn cái ba cái vị thứ đó lên trên cái mặt này luôn. Xong khi mà xây cao bằng này xong rải lên trên, bắt đầu đổ đất sạch đi, để cái đấy là nó kích lên rất nhanh cái thần sa tín hương. Xong bắt đầu mình lại đổ đất lên nữa, lại đổ đất lên cho nó bằng cái này này, xong bắt đổ gồ lên này. Xong cái đây thì các em lấy cái cỏ nhật từ các em dòng vào đây, đừng để những cái cây này lên cỏ nhật, nó lên là những cái cây này nó sẽ không mọc lên nhá. Những cái cây ở gần như này là dễ lan vào mộ này. Đấy là cái thứ nhất này, em làm cái này em làm thiên môn cho thầy tròn đúng 1 mét. Tức là khi mình đổ đất xong nhá, mình nắng làm sao để cái thiên môn này đúng tròn 1 mét. Đúng 1 mét thôi. Đấy, em để bừng cho đúng 1 mét. Đây, cứ tính cái tiên tâm này em quay cho thầy đúng 1 mét. Không sao hết.
không sao hết, chưa chưa chị ơi, hiểu 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 thôi, tức là chỉ trường hợp là mình xây tường lên thôi, chứ còn đấy mình chỉ nắng vướng lên, tức là để cái thiên môn, chị dùng cái thiên môn, nếu mà chúng ta để cái thông số nó không đẹp. Bây giờ thầy mới cho mọi người biết như này nhé, hôm nọ thầy nói chuyện với một ông là năm nay ông 86 tuổi. Rồi rồi rồi, nãy yên lắm, để cho mọi người hiểu được cái số nó quan trọng như nào nhé. Cái ông 86 tuổi là ông ấy mua cái xe từ năm 78, cái xe đạp đó, mà ông bảo ông mua về nhà cứ một tuần ông tai nạn lần. Ông bảo ông không hiểu là lý do tại sao. Đấy, ông làm ở trong nhà mới xưa dương, nhưng mà đến khi ông bảo ông tôi lau cái xe, tôi nhìn thấy rất nhiều cái con số ở khung ở xe. Ông bảo tôi lấy cái rũa, tôi rũa hết cái số đi. Thì từ đấy lại không xảy ra cái gì. Ông bảo cứ một tuần nào tôi có tai nạn đi cái xe đạp đấy. Thì mọi hiểu là thế nào là thông số nha. Cái thông số thiên môn này nó phải có cái thông số của nó mới tốt được. Là sinh quan 1 mét tròn luôn. Đặc biệt khi mà cái thiên môn mình để này nhá, là cái thông số sinh quan là con cháu đấy. Tức là nếu mà làm công chức nhà nước thì chức lên cao. Còn kể cả kinh doanh cũng thuận lợi. Sinh quan quan quý quan tước mà. Đó là rất là tốt. Cho nên cái thông số nó rất là quan trọng. Tại sao các chị đi mua dép, các chị cũng phải tìm mua đúng cái thông số, nó phải vừa mấy cái chân của mình, đúng không? Cái phong thủy nó ứng dụng rất rộng cho cái cuộc sống chúng ta. Kể cả một những người mà không có một tí kiến thức nào, họ vẫn áp dụng bình thường, nhưng chẳng qua họ không biết thôi. Đến phúc đức của họ. Đấy, chẳng qua họ không biết thôi. Đấy, họ áp dụng thường xuyên mà. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, thì bây giờ em có thể là lập một cái, hoặc là một cái bia mới ở chỗ này cũng được. Tức là khi em đắp cao lên ở phía trước này, em lập cái cắm một cái bia vẫn được. Cái bia này không nhất thiết là phải ghi chữ. Bia là định cái hướng thiên bản. Đấy, thì có thể giữ cái bia ở trong ghi chữ rồi. Em định một cái bia bên ngoài này nhé. Cái bia của nó chiều cao khoảng 60, chiều ngang 45. Em cắm đúng cho thầy vào cái cạnh chỗ này. Đấy, Trang đưa cho thầy cái đấy để phân kim cho thầy vào đây thì đây nhé. Tức là khi mà cái bia này nhé, thì các em sẽ đặt nó chéo như này và sẽ đo từ đây ra đây, từ đây ra đây, nó song song mà. Tức là cái bia nó sẽ đặt ra cạnh như này. Nha. Nó sẽ lệch sẽ... không từ... kệ nó. Có nghĩa là nó có chính cần chính xác khoảng cách ra ngoài đây. Hay là có chính xác chứ. Sao tức là các em hình dung ví dụ đây thì đúng hướng này, nhưng đây, đây, đây. Đây em đặt dịch vào chỗ này đây đây, ví dụ như thầy căn cho em là từ đây này. Đấy, em đặt từ đây mà ra đây nó khoảng 25 phân, nó chéo như này đây, nó chéo như này nhé, đặt đúng chỗ này, không sợ nó vào mặt. Vào mặt chỉ có xây tường lên mới vào mặt thôi. Đấy, chứ còn mọi thứ nó không sợ nó đẹp vào mặt. Đấy, cái bia để định khi mà em hình dung nhé, đây thầy vẽ cho em này. À, ví dụ như là cái thiên môn là để như này đúng không, thì cái bia em sẽ phải đặt nó như này này, nó chéo như này này, đúng không? À, thì nó mới định cái hướng thiên bàn đón thái dương mà. Đấy, 40 x 60, cái này 1 mét, cái đường kính này 1 mét. Đấy, bia 45 cm, cao 60 cm, cái chiều cao đấy là cái bia nổi lên nhé, chứ còn cái chân này là em tùy em chôn xuống dưới là thầy không biết, không tính. Cái chỗ là cái phần nổi lên, tức là nổi lên ở phần cái mặt này này nhá, để đón thái dương. Trên cái bia đấy thì mình có cần ghi nội dung gì không? Em không cần ghi nội dung gì cũng được, không cần phải ghi nội dung gì cả cũng được. Cái này nhá, thì em sẽ làm vào bây giờ, không sửa được nữa. Tháng 6 cũng không làm được rồi, tháng 7, tháng 8, tháng 9 đều không làm, là sang tháng 10 mới sửa được. 10. Cái mộ này phải tháng 10 mới sửa được. Nhá. Chứ còn từ cho em cái ngày về, ngày về thầy sẽ xem ngày cho. Nhá. Bây giờ chuyển sang cái phương hướng này. Đây, thầy ghi tọa độ cho em vào đây luôn.
là bắt đầu tính gì được đấy này. Một trăm bảy bảy độ. Một bảy bảy độ. Chú vàng ấy chưa? Chính khí bính ngọ, dâm ngọ, bính ngọ. Các chị khi mà bây giờ thầy nhắc này nhé, đợt này sửa mộ này là các chị phải có mặt ở đây lao động, và các chị sẽ phải thường xuyên ra đây. Có thì thôi, lần này nó rậm không sao, nhưng lần sau là không được nhổ, mà khi mà nó lên thì chịu khó ra lấy cái kéo cắt nó đi, hoặc lấy cái liềm cắt chứ đừng có nhổ cỏ mộ nhá. Mà các chị ra chịu khó hương nhang thờ phụng các cụ. Thầy nói các chị này, đây này, các cụ trước nói một câu, các cụ nó họ nói đúng nhá, chẳng qua người trần chúng ta làm sai thôi. Các cụ bỏ tu tại gia ở đây này, gia tiên đây này, ơn tổ tiên phù hộ độ trì này. Cây vững cội mới vững chồi xanh lá, đúng không? Cha mẹ tổ tiên là cái gốc. Thế mà cái con người chúng ta mà không có gốc, liệu cái cây không có gốc có lên được không, có đơm chồi xanh lá được không? Cho nên là thường đấy là thầy nói các chị này, cái việc mà chúng ta đi lễ đến đền đến chùa đấy thì là điều rất tốt, nhưng phải làm cái việc trong gia tiên chúng ta tốt đầu tiên đã. Đấy, mô má gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, hương nhang đầy đủ, xong bắt đầu mới nên đi lễ. Các chị nhá, đi lễ là các chị phải hương nhang căn nhà chị xong các chị mới đi lễ mới được, chứ các chị đi lễ mà không thắp hương đấy. Là bữa trước thầy có xem cho một người anh đồng, vừa làm thầy cúng, vừa làm thầy bói, vừa làm thầy đồng. Thế mà đến nhà xem ấy, bỏ thầy bắt hương nhà chị đâu, mà nhà tôi không thờ. Ông thờ chị làm thầy, chị không thờ thì chị đi làm cho ai. Xong cái mã thì để như, còn cái mã bố còn tồi hơn là cái mã than mày. Cho nên làm thầy nhưng mà con cái nghiện ngập tù tội. Đó, cho nên là thầy nhắc tất cả các chị nhé, đợt này phân kim cái hướng này này, đây này, là nữ, tức là trai gái chính khí là trai gái hưởng độc đầy đủ đều, tức là phân kim chính khí là trai gái sẽ hưởng phước đều nha. Cho nên các chị phải chịu khó ra đây hương nhang thờ phụng tổ tiên nhá. Thì em xin phép đốn đi, chứ còn nó mọc xung quanh ấy là chúng ta để nguyên. Nếu chúng ta đốn, chúng ta phải có lễ xin để cho các vong hồn họ di rời đi chỗ khác, đó thì họ mới làm đây, nhằm họ mới ngựa đây nhá. Xong cái này xung quanh là sạch sẽ, làm vài số vữa nắng xung quanh cho sạch sẽ, đừng để cây cối nó xâm lấn vào cái mồ mả nhà chúng ta nhá. Xong sơn son lại cho các cụ đi, xong trước khi làm phải có lễ, sau khi làm phải tạ riêng mồ mả như vậy. Cái này chỉ sơn son thôi hay là mình thay được không? Cái này mà có điều kiện thì mình làm đẹp vẽ ra bây giờ ấy, mà làm bỏ ra xong xây lại mới định hình cả cái bia này, cả cái năng này đấy, thì làm mới lại luôn thì càng tốt. Cái này đơn giản thôi mà, cái này chỉ dỡ cái này ra xong xoay dịch nó ra kia, cái làm nó xeo theo hướng hướng, tức là nhìn vào đây này, nhìn vào đúng cái khe này này đấy. Cái này nhá, đây này, rất nhiều các hình xung phá hại xung quanh cái ngôi mộ chúng ta. Như ví dụ như cuối năm mà các cháu nó về đi thì là ý là thay cái này là chuyển nhích cái đây để vào cái khe này được. Được, đây này, là không có mộ gì cả. Hả? Đấy, họ chuyển mộ đi rồi. Nếu mà cái này mà mộ của họ không có ở đây thì mình có thể đập bỏ. Mình cúng xong nào mình xin lễ xong mình phá bỏ xong mình nắng ra phía trước cho nó sạch sẽ. Đấy, rộng cái này đập ra này, xong tôn nồng quanh ra này. Đấy, cái này mà có sửa sang cho các cụ này. Cái ông quan, cái trong gia đình nhà mình mà có người làm quan xếp là đang có vấn đề nhé. Này mà để tí kiểm tra một số những cái mộ nữa xem có ảnh hưởng không nhé. Những cái ngôi mộ này đang ảnh hưởng, đa số là liên quan đến tài chính là chính, nghe chưa? Thưởng. Không có long mạch này. Không có long mạch. Cái này phải lấy dương. Cái này chỉ đo không có long mạch thì chúng ta chỉ lấy cái hướng sinh thái, hướng thiên bản thôi.
Các chị chăm sóc những ngôi mộ này chu đáo mà. À, đông nam thuộc nữ, à, ảnh hưởng nữ. À, được một cái là con gái thì kinh tế có phần kém hơn nam, nhưng mà lại rất tốt tính. Đấy, nữ này thì rất là tốt tính, là do các cụ đây phù hộ cho này. Đây này, đường mạch chính khí rồi. Cái quẻ này này, nói các em biết là phụ nữ họ tè ra lắm này. Đúng rồi. Đấy, tè ra như chưa chị, chưa trị quốc và chưa dám bình thiên hạ. Mới tè ra đây, tức là đảm việc nhà đấy. Đấy, các việc có thế là các bà vợ, các bà mẹ rất đi là đảm. Đúng không? Rất đi là giỏi. Vũ khúc, nhà ta nói phúc đức tại mẫu là đúng như thế đấy. Đấy, chăm các bà mẹ là chăm cho con cái rất tốt, chồng con rất tốt. Đấy, thì cái phương vị này, cái này có cái này hơi thấp. À, đợt này về thì tôn tạo hết cho các cụ lên, nâng cho cao lên. Cái này ngôi mộ này nâng phải tầm này này, nâng cho các cụ lên, sửa chữa cho các cụ đi, cho cao trên này mai những nhà này họ xung quanh người ta sửa chữa đấy, là cái mộ nhà mình trúng, trúng thì nó lại phạm. Quay lên tường biết luôn. Nha, cái này thì mộ yên rồi, nhưng mà mã thì chưa có đẹp. Đấy, làm cho các cụ tốt đi, nha. Còn không đẹp. Cái này thì cứ để như này đi. Cái này chỉ lâng lên giữ nguyên cái phương hướng này đang được phúc đức nhé. Đấy, cái cổng đi vào đây thì nó vào cung trường bệnh tố tụng không tốt. Thế nào, Tuấn Anh nhìn xem xung quanh có chỗ nào chỗ cái cổng đẹp không? Vượng Tràng đây, Vượng Tràng. Quan Quý. Thẳng chỗ này thì vướng cái khóc kìa. Quan Quý đây, thẳng ra. Đây tức là xây cái ông nhà này con cháu có làm lãnh đạo gì đó, cho nên là chỗ cho họ cái cổng Quan Quý này, chính khí này, hữu danh hữu thực này, tức là cái cửa chỗ này ở ví tọa này vào, cũng như là nhà có hai anh em, một ông quan, một ông là kinh doanh, đây ví đến đây vào. Đấy, và chỗ cái cửa cho cổng đi chỉ 66 phân thôi, vừa đến cái cạnh này thôi, đúng từ cái cạnh đây nhá, tức là em xây cho thầy từ đây này, xây lên. Cái đấy, căng ra đây và đến đây là đúng 66 cm thôi nhá. Trang cầm bút xóa nhau rồi, đây đây em cho vào đúng Quan Quý. Chưa? Quan Quý cơ mà. Chưa? Đó sao nhìn Quan Quý đây đâu đấy nhỉ? Đấy thế. Từ đây sang bên này, cho từ sang bên này. Đây thì Quan Quý, đây đây là chính khí mà, thẳng cái dây này. Em vào. Và đây anh. Nữa nữa sang bên này, sang bên này. Sang đây. Cho hẳn vào tươi dưới đi, đây này chỗ cái tường này. Tường này là tí nó vít mà. Nữa đi, nữa vào giữa đi. Được. Xong vào giữa dây đi. Cái này nó phải như thế này này. À, như này. Như này này, sang sang nữa đây. Được. Em vạch chắn lên trên cái tường nhà đấy này. Còn này giữa đây. Giữa để vào kia ấy ra cạnh. Rồi. Đi sang bên này tươi đó. Đấy được rồi. Giữa tâm chưa? Giữa tâm đấy. Đấy này. Được được, giữa tâm thôi. Đấy nó chưa ở giữa, đây mình giữa. Dây cho tí nữa. Dây cho tí nữa. Rồi được rồi, chúng ta ở giữa thế ạ. Giữa mà cái chỗ hai bên là vừa. Rồi, em đánh dấu rồi. Em chỉ chỗ cho thầy cái cửa chát chít xong xuôi còn đúng 66. 60 thì cái cạnh này đấy là tâm ạ. Tâm đấy. Cái cạnh nhà thì em cái cạnh cửa ở đây. Đây này, tâm cửa này gì đâu. Đây, để giữa cửa này. Đấy. Hai bên mỗi bên 33. Đấy. Như này nhá. Em ơi. Nhớ chưa? Cái chỗ này là vẫn đất nhà mình hay đất của ai? Cái này nhá, các em xây hết cho thầy xung quanh lên mét 34 nhá. Xây hết. Tức là cái nền này mai tôn lên, ví dụ như tôn bằng này lên này. Tôn cao bằng này lên đi, hoặc tôn cao bằng cái này đi. Thì tính từ cái mặt này lên mét 34 nó cao bằng cái này. Hết xung quanh luôn. Đây là cái năng đây đúng không? Đấy, cái đằng này thì em xây để tạo ra cái tọa sơn, nó đằng sau tọa sơn liên quan đến nhân đinh, ổn định nhân đinh, xây đằng sau cao đấy, đấy thì mình cao hơn, còn đằng trước là 1m34. Đúng rồi, đằng trước 1m34 nhá. Đường vào này, cái chỗ này này, đây nó là cái phương vị cái chu tước chỗ này, gọi là cái tắc môn. Em căn từ giữa cái kia và em mới dán cái bia vào, căn thẳng ra đây. Em mở rộng cho thầy mỗi bên 88 là 1m66 như này. Tức là em xây tường này lên này thì từ cái cốt nền ấy nhá, em xây cho thầy cái này 1m8. Đấy, tức là từ cốt nền lên 1m8. Nhá,
không phải cột, tức là cái bức tường đấy, ví dụ nhé, nòng quanh này nó xây đến đây, nhưng chỗ này em xây cao lên này, rồi, nó 1m8 để tránh trường hợp nay mai cái nhà này nó xây nó ảnh hưởng đến hình xung phá hại đến cái ngôi mộ. 1m8 từ nhà chiều ngang này này, ngang 1m66 cao 1m8 nhá. Thế còn xung quanh hai bên này nhá, từ đây lên là em xây 1m34 nhá. Cái mộ này này em lên ra tại từ cái mặt lên lên đấy khoảng 72 hoặc 81, cái này xây 72 thôi nhá, từ mặt lên cái lưng lên 72 cái mộ này rồi cái nền mộ này, mày ví dụ em tôn bằng cái này đúng không, thì em phải lấy từ cái mặt này lên là một là 72, hai là 81 nhá, chứ để này hơi trũng, có nghĩa là mộ mình sẽ xây cao lên thành 72 đấy, 72 hoặc 81. Đây là cái là toàn cụ bà ở đây nhá, đây là các cụ này là bảo ban con cháu tốt lắm đây này, đấy, cho nên mấy cô nữ là được hưởng lộc các cụ này, cho nên chịu khó ra đây mà dọn dẹp mồ mả các cụ vào, ra dọn mồ mả các cụ nha là có lộc đấy, ra nghĩa trang không phải sợ là ma tà nó theo đâu, nếu mà mình không nợ họ là họ không theo về đâu, cho nên là ra nghĩa trang nhiều người cứ ra nghĩa trang là ma nó theo về họ không theo đâu, nha đi, cái này đều làm hết tháng 10 nhá. Bây giờ là tất cả các cái mộ nhà em không làm được những tháng này từ giờ đến tháng 9 cả. Được chưa? Làm sáng tháng 10. Thầy em xây cho thầy từ đây ra đây đấy. Là hoàn thiện là 66 cm. Không giấu được, giờ phải ra căng lại dây mới giấu được. Từ đây đây 66. Thôi chưa, chưa đây đây không đây nha. Đấy cứ căng 66 phần đấy. Xong hai cái này nhá, em làm cho thầy cái trụ lên, hai bên hai trụ để định hướng nhá. Cao 1m8. À, cũng hai cái trụ. Đúng rồi, hai trụ, cái 1m8 tường thì 1m34 nhưng mà cái trụ lên 1m8. Đấy cái cổng vào đấy, còn chỗ này sẽ có một cái bích. Đối đối. Cái bình phong. Cái tắc môn cái bình phong. Đây phần ra tới mộ tổ. Đâu mộ tổ có khi mạch tôn lắm. Khi mà lập hướng không đúng. Riêng cái ngôi mộ này nhé, thầy nói em vẫn là cái long mạch nó thuộc ăn đứa vừa thầy em đấy đúng không, vừa thầy do kia đấy, là thầy nói là cái long mạch này nó nằm ở phương vị quý long. Quý long thì hai huyệt hướng về gì, ngọ khôn, tức là cái này nằm hướng ngọ cũng được, hướng khôn được, cái này nằm hướng khôn được, chính khí cho em thấy là trước thì các cụ người ta rất kỹ cái ngôi mộ này nhé. Nếu mà để mà nói thì kết không phải là kết, nhưng ngôi mộ này nó có khí mạch. Khí mạch rất tốt. Đấy nó đều hết này. Không có chuột bọ, các thứ xâm lấn. Cho nên ngôi mộ này chỉ có một điều là các em làm không đúng thôi. Cái ngôi mộ này là trước thì các cụ rất kỹ làm để thứ nhất là cái này làm là các cụ điểm huyệt. Riêng cái mộ này nhá, thầy nói các em biết em đào lên rất sâu luôn. Cái đào mộ này mà đến tiểu nhá, thầy nói em phải 2 mét. Riêng cái mộ này cứ kiểm tra xem 2 mét. Vì trước các cụ đấy là họ làm họ rất kỹ, xem xét rất kỹ càng rồi. À, các cụ trước giàu có đúng không? Thịnh vượng giàu có. Đấy. Để hướng khôn thì chắc gì biết này sai phải không? Kệ, cái việc sai tí ta kiểm tra có họ sai. Chúng ta chỉ biết là đo cái long mạch chân cái này mà nó lập hướng khôn là đúng hướng rồi. Người ta lập hướng khôn, hướng ngọ sang hướng khôn đều được. Ta chỉ tránh là hướng mùi có quả thôi. Đấy. Đấy, ngọ khôn là hai huyệt hướng về ngọ khôn. Một là lập hướng ngọ cho nên vừa cái kia thầy phân kim để sửa sang hướng ngọ. Nhưng cái ngôi mộ này để hướng khôn, để vinh phú con cháu giàu có, nhưng con cháu lại chưa được hưởng giàu có này, vì thứ nhất chúng ta xây sửa định hướng thiên bàn không đúng, hai nữa bây giờ cái này là nó là cái xa chắn khí, không ai nói là cái này nó lại là cái năng của cái mộ này. Nếu mà nó là cái năng cái mộ này đấy thì như cái mộ mà chúng ta làm ở Hưng Hà Thái Bình kia đúng không, nó có riêng cái mộ đây và cái năng nó phải nằm ở đây, mà riêng cái năng là nằm nó phải trong cái khu khuôn viên mộ như này, đấy là kiến trúc Hán, mộ Hán, riêng mộ Hán kiến trúc phát rất nhanh. Thầy đang làm cho đồng chí bên bộ công an ở bên Hưng Hà Thái Bình nhỉ. Ô con chim bị bịp to chưa, con chim to, ô to to chưa này, nhưng mà kệ nó, con chim to lắm, ông về ông ấy báo mộng gì không, to như con gà luôn ở bên đây này, ông bên đây kia kia nó cái góc kia, nhưng mà đừng bắt nó, thôi kệ nó đi, kệ kệ đi. Đấy cho nên là riêng cái mộ này này bây giờ nhé, thực ra cái chỗ này nhá là chúng ta xây thôi, chứ còn mọi người chưa biết được là cái mộ này đấy là các cụ chưa đặt thế nào kìa đấy, đúng không, bị to là mọi người không biết là đặt thế nào. Đây chẳng qua chúng ta
con cá chúng ta mà cái mộ này ấy, là mộ còn nguyên mộ dài luôn chứ không phải là mộ sang cát đâu, cho nên các cụ trước đây kỹ họ đặt như thế là rất chuẩn chỉ luôn. Cái mộ này là đặt theo hướng khôn chứ không phải là đặt theo hướng mùi đâu, nếu mà căng thẳng thì được hướng mùi. Cho nên khi chúng ta biết được long mạch mà cái mộ nó lâu năm này nhá, thì chúng ta phải hiểu được rằng trước các cụ nhà ta sẽ đặt như thế nào. Cho nên đây cái việc mà chúng ta xây quay ở đây đấy là chẳng qua là chúng ta xây giữ nó vào thôi chứ sai xây sai. Cái mộ này nhá là các em phải sửa luôn và sửa luôn trong tháng 8, xây đẹp hẳn hoi, xây xong một các con cháu hưởng phước vô bờ luôn, vô biên luôn. Riêng cái hướng khôn này nhá thì con cháu thọ lâu, càng già càng thọ, càng minh mẫn, con cháu phát phước. Đây cây vững cội vững chồi xanh lá ở đây đây. Nhá, cái mộ này phải sửa lại, phải làm lại trong cái năm nay, mà năm nay năm thổ vượng. Đấy, và đặc biệt sang tháng 8 sửa luôn. Làm lại cho họ, cho các cụ đến nơi trốn này, cái năng này bỏ đi. Cái năng này xây to tốn tiền không đem lại cái gì cả. Trở thành cái án ngữ ở trước đây. Đây đâu có phải năng xây thờ cái này. Nếu mà xây năng nó phải theo cái quần thể kiến trúc, ví dụ như xây hết cái khu khuôn viên này và mà cái năng nó không được cao này, riêng cái kiến trúc của cái mộ dài nhé, hay gọi là mộ hung táng nhé, tức là không có sang cát ấy, thì chúng ta không không nên làm năng ở đây. Nhưng mà chúng ta sẽ làm cái năng ở đây, nhưng cái năng đấy nó phải cân đối so với những cái kiến trúc mà xây vừa ở đây đúng không? Có tọa sơn. Nhưng mà cái lăng chúng ta sẽ làm ở dưới này. Đúng rồi. Không, vẫn làm theo hướng này nhưng mà sửa cái này đi. Nhá, cái này phải làm có kiến trúc Hà Nội. Cái này nên làm theo kiến trúc mộ Hán thì con cháu mới nhanh phát. Chứ các em làm bừa bịt thì làm xong lại hỏng. Nhá, cái mộ này đấy, riêng cái mộ này đấy là phát cực kỳ nhanh thôi, cái hướng Bình Phú nó phát rất nhanh. Nó lên rất nhanh. Đây này, có tá phụ, tá phù hỗ bật. Đấy, có tá phù hỗ bật tức là có bắt đầu ra ngoài có người giúp đỡ. Làm gì điều đấy. Nhá, cái mộ này sửa tháng 8. Đi lên 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 đó cái chiếc. Mộ đẹp thế này mà. Các cụ đi. Cái này là thành giờ thành thờ hàng xóm chứ không phải thờ các cụ nhà mình đâu, thờ tổ đâu. Chỗ này. Ông lấy ông chỉ giảng chưa lơ. Ok. Hàng xóm xung quanh nhá. Như cái lăng này bây giờ nếu mà chỉnh thì chuyển bên sau. Bây giờ này, các em thầy nói để các em nắm này. Cái khi mà chúng ta đây là cái năng mộ này chẳng qua là chúng ta mới làm. Đúng không? Thực ra cái mộ mà kết ấy thì người ta không nhất thiết thật ra phải xây. Nó vẫn tốt. Nhưng khi chúng ta đã xây chúng ta phải có kiến trúc của cái mộ hung táng. Đấy, chúng ta lại không làm như này được. Đấy, cho nên là khi mà thiết kế cái này nó phải có thiết kế lại. Nha, thiết kế lại. Đấy, theo cái kiến trúc của Hán. Hán nó tức là nó có tả phù hữu bật. Đấy, chứ không phải cái năng như này, chơi vơi như này đâu. Nha, cái này xong bỏ. Có thể đưa sang cho các cái cụ khác. Nha, thiết kế lại cái mẫu năng, cái mẫu mộ nhé. Thì con cháu được hưởng phước để đã ăn ngữ hết rồi. Cái này cứ làm xong cái con cháu phát liền. Chàng đo cái hướng này xem nào. Tuấn Anh. Phải để lấy khí dương. Cái này phải thiết kế lấy khí dương này. Để quay cho cô lên. Đi vào đây. Tắt cái cũ đi anh ạ. Chàng đo xem cái hướng này hướng nào. Cầm luôn cho em cái điện thoại ở đấy, ngay cửa đấy. Đó em nhìn xem được hướng nào. Cái đây là hướng đang hướng đông nam đúng không? Đang hướng đông nam đúng không? Phụ nữ tệ tị. Tốn kiệt thìn. Lập sang hướng tốn vượng tài. Lập cho họ sang hướng tốn. Đâu hướng tốn đâu? Nhìn vào cái năng thần linh kia đúng không? Em đọc tọa độ cho họ để họ ghi vào. 130 chụp vào. Cái này Phúc Đức chéo quá. Lấy vượng tài thôi. 132 độ luôn. 132 độ hướng ạ. Hướng 132 vào thìn. Đi đi.
Nập cái hướng này thì nập sang cái hướng đấy thì các ông chồng hết mà cãi vợ, không cãi được vợ luôn. Mình nói sao là phải quét nhà, là phải quét nhà, mà nói nấu cơm là phải nấu cơm. Nghĩa là bây giờ tất cả các mộ mà hạ đây thì hạ hết, phải theo cái hướng hết.